Báo cáo quý vị lúc này đang là buổi trưa ngày 13 tháng 1 năm 2020, tức là ngày 19 tháng 12 âm lịch. Đỗ Đức Hiền chân thành cảm ơn các bác đã từ huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bác vừa nãy bác nói là thôn nào ạ? Thôn 4, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Vâng, cảm ơn các bác. Một đoàn rất đông rồi các bác ở trong... cùng một họ đúng không ạ, một chi ngành dòng họ. Vâng, bác bây giờ bác lên gác ký cho cháu cái cuốn thư đấy ạ. Đây là đôi câu đố rồi, mời bác lên gác để ký tiếp cái cuốn thư ạ. Như vậy là cái cuốn thư ở tận trên tên tầng 4 của khu B. Đây bác ghi cho cái chữ, bác viết cho chữ Vĩnh Bảo đằng sau lưng ạ. Đấy, bác viết cho chữ Vĩnh Bảo rồi, chữ bác rồi. Thưa quý vị, là đồ cũ lúc nào có 50 bộ cuốn thư câu đối và các bác đến là có thể lấy được ngay. Như hôm nay các bác ở Vĩnh Bảo là vừa nãy bác vừa bảo thôn gì xã gì bác nhỉ? Thôn 4 xã gì ạ? Thôn 4 xã Giang Biên. Xã Giang Biên ạ, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Vâng. Thế từ thành phố đến đấy có xa không bác? Thành phố đến đấy 28 cây. Từ thành phố đến Vĩnh Bảo là 28 cây ạ. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn bác ạ.